nhan sắc kỳ lạ của 7 búp bê sống nổi tiếng nhất thế giới. Tuy thoạt nhìn có vẻ rất kỳ dị, nhưng những cô nàng này lại luôn theo đuổi hình tượng búp bê sống. Thậm chí, có người còn chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ để càng ngày càng giống búp bê hơn. Tuy nhiên, càng giống búp bê thì nhan sắc của họ lại càng dị thường. 1. Valeria Lukanova. Từng khiến cư dân mạng một phen bất ngờ khi chia sẻ những hình ảnh trong quá khứ. Đa số người xem không hiểu vì sao cô phải động dao kéo trong khi bản thân đã sở hữu vẻ ngoài khá thu hút ngay từ trước. Để có hình thể giống búp bê, Valeria đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng chỉ có cá và hoa quả, cùng tập thể dục cũng như nâng cấp vòng một cực khủng. Cô nàng xinh đẹp đến từ Ukraine này là một trong những người đi đầu trong trào lưu trở nên giống búp bê Barbie vì có khuôn mặt thanh tú với mắt to tròn, mũi thẳng cao, môi nhỏ xinh cùng thân hình đồng hồ cát. 2. Địch Lệ Lạp. So với các tên tuổi gây điên đảo cộng đồng mạng Trung Quốc như anh chàng mặt rắn Lưu Tự Thần, hot girl mặt rắn lai 8 dòng máu, tiểu thư mặt rắn nặng 20kg, thì búp bê sống 20 tuổi Địch Lệ Lạp lại có phần nhỉnh hơn bởi vẻ ngoài lai 2 dòng máu Trung và Nga. Tự nhận mình là búp bê Barbie đời thường, cô gái trẻ khiến nhiều người sợ hãi bởi khuôn mặt kỳ dị của mình. Ai ai cũng khẳng định cô nàng chính là sản phẩm lỗi của việc phẫu thuật thẩm mỹ hỏng và Photoshop quá đà. Thế nhưng bác bỏ những lời nhận xét vô căn cứ đó, Địch Lệ Lạp tự tin khẳng định vẻ đẹp của mình là hoàn toàn tự nhiên, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. 3. Aresha Damiani. Trái ngược với Địch Lệ Lạp, cô nàng 23 tuổi Aresha Damiani tuy cùng sở hữu đường nét như một cô búp bê người thật nhưng lại gây ấn tượng tốt với dư luận hơn. Tuy vậy, Aresha chia sẻ rằng, mọi người không tin những gì tôi nói, họ nghĩ rằng tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình thon gọn hơn và rồi họ gọi tôi là kẻ nói dối. Nhan sắc thật của búp bê đến từ Brazil này khiến người khác một chút thất vọng vì nhợt nhạt khi không trang điểm và đeo contact lens. Nhưng không ai có thể phủ nhận gương mặt của Aresha hài hòa và thu hút đến chết người. 4. Julia Ryger. Dù chưa thừa nhận khuôn mặt đã đụng chạm tới phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngoại hình của cô nàng mẫu Julia Ryger không khác gì một búp bê sống với đôi mắt xanh to tròn cùng khuôn miệng trái tim bao người mơ ước. Tuy nhiên, cô nàng Julia chia sẻ bản thân đã từng nhờ đến dao kéo để nâng cỡ ngực từ trung bình cho đến cúp D. Mặc cho những lời xăm xì về diện mạo khác thường, cô nàng búp bê sống vẫn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại. 5. Dainara Rakhimbeva. Những bức ảnh của cô gái 21 tuổi này được nhận xét chả khác gì một nàng búp bê sống. Thậm chí, nhiều người còn đặt nickname đầy đáng yêu búp bê Kazakhstan. Kazakhstan là quê quán cho Dainara Rakhimbeva. Với chiều cao 1m75 cùng cân nặng chưa đến 45kg, cô gái trẻ Dainara sở hữu ngoại hình như một người mẫu thực thụ. Đôi khi, người đẹp bị đem ra so sánh với Valeria Lukanova. Tuy vậy, cô nàng không mảy may quan tâm cho lắm. 6. Angelica Kenova. Theo đuổi hình tượng búp bê hoàn hảo nên không chỉ ngoại hình mà cuộc sống thường ngày của Angelica cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù cũng từng vướng phải nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Angelica đã lên tiếng khẳng định vẻ đẹp thiên thần của mình có được là do tự nhiên. Chính vì thế, cô đã thu hút được hàng ngàn fan trên mạng xã hội sau khi nổi tiếng. Cũng như những cô nàng khác, Angelica sở hữu một thân hình hoàn hảo với số đo chuẩn tới mức khó tin, đôi mắt to như búp bê Barbie, vòng eo 51cm và vòng ngực đầy đặn. 7. Alina Kovaleskaya. Vì quá xinh đẹp, cô gái 23 tuổi bị cho là từng nhờ tới sự can thiệp của dao kéo. Song, Alina vẫn khẳng định mình giống búp bê từ khi còn nhỏ. Để giữ vóc dáng chuẩn với vòng eo chưa tới 60cm, 9x phải ăn kiêng và tập thể dục mỗi ngày.